Nhất niệm vĩnh hằng ngoại truyện, tập 231 đến tập 235, Vương Lâm Hòa giải. Vương Bảo Nhạc rất tin tưởng trực giác của Triệu Nhã Mộng. Dù sao thì cô ấy cũng là linh thể trời sinh khiến cho bản thân cô có linh cảm và trực giác hơn hẳn người thường nên lúc này, Vương Bảo Nhạc vừa cảnh giác vừa âm thầm nhích ra xa khỏi đối phương một chút. May mà ở đây đông người, Vương Bảo Nhạc làm thế cũng không quá mức rõ ràng. Sau khi âm nhạc xung quanh dần tắt đi thì lại có tiếng cười vọng đến từ bốn phương. Tiếng cười đó rất lớn khiến bốn phương rung chuyển, đồng thời lại có một cỗ uy áp ập đến khiến cho mọi người ở đây lặng ngắt như tờ sau đó đồng loạt nhìn sang lập tức nhìn thấy một người đàn ông trung niên cao giáo tướng mạo tuấn lãng có nét giống lâm thiên hạo người này mặc một bộ trường bào rộng rãi tóc dài rũ sau lưng mắt sáng như sao tỏa ra một cỗ mị lực rất đặc biệt khi đi ra tiếng cười của ông cũng khiến xung quanh rung chuyển nhất là dù ông đã thu liễm sao thu vi của mình phần nào nhưng nó vẫn khiến đất trời như xuất hiện cảm giác bị đè nén Sao thu liễm, ý nói thu góp lại, không thể hiện hết ra. Vương Bảo Nhạc chợt nín thở, tu vi của những người xung quanh đều dao động không yên. Dường như, chỉ cần người kia nhìn một cái thôi cũng có thể khiến tu vi của họ bảo thể sao? Sao bảo thể, nổ tan nát cơ thể. Kết đan. Không cần nghĩ nhiều, Vương Bảo Nhạc lập tức nhận ra thân phận và tu vi của đối phương, trong phủ thành chủ này, người có khí thế và tu vi như vậy chỉ có một mà thôi. Ấy chính là thành chủ của thành Phiêu Miễu một trong 17 nghị viên liên bang, Lâm Hữu, bái kiến Lâm nghị viên, tham kiến thành chủ. Sau khi Lâm Hữu xuất hiện, mọi người xung quanh đều nghiêm túc bái kiến. Theo họ thấy thì dù là tu vi hay thân phận của Lâm Hữu đều hơn hẳn bọn họ, là cường giả cùng đẳng cấp với trưởng bối của họ ở liên bang này. Cường giả như thế, chỉ cần dậm chân một cái cũng có thể khiến cho liên bang rung chuyển. Nói ông là chư hầu một phương cũng không hoa vì ở thành phiêu miễu này tất cả mọi việc đều là một suy nghĩ của ông mà thôi. Có hai người đi theo sau lưng Lâm Hữu một người là Lâm Thiên Hạo, một người là một lão giả mặt đầy nếp nhăn trông như một lão bộc, đôi tay đút trong tay áo, đi đường còn hơi cúi đầu. Trên mặt luôn giữ nụ cười mỉm nhưng khí tức trên người ông ta chỉ yếu hơn Lâm Hữu một chút mà thôi. Tiểu thú đấy à, lần trước ta gặp cha ngươi còn nhắc đến ngươi đây. Lâm Hữu cười tươi như gió xuân, ánh mắt đảo qua những người ở đây, vừa mỉm cười gật đầu, lại thuận miệng hỏi han vài câu. Khôn chất, vết thương của cha ngươi sao rồi? Cũng mấy năm rồi ta không gặp hắn, Mấy lần hội nghị gần đây hắn đều không tham gia. Học sinh của bốn đạo viện ngày càng ưu tú, các ngươi khá lắm, rất khá, liên bang có các ngươi thì đám giả bọn ta cũng yên tâm được rồi. Trong số các ngươi, chắc hẳn có không ít người sẽ tham gia bí cảnh mặt trăng lần này, ta xin chúc các ngươi sớm ngày chúc cơ vậy." Lâm Hữu cười lớn, ánh mắt đảo qua mấy người Vương Bảo Nhạc, khẽ gật đầu với vẻ mặt như thường. Vương Bảo Nhạc giật thót, uy áp do Lâm Hữu mang đến không hề nhỏ, lại nhớ đến chuyện mình có xích mích với con của ông nhưng có vẻ như lâm hữu này không giống loại nhỏ mọn thu dai chắc là lâm nghị viên sẽ không ra mặt vì mấy xô sát của bọn trẻ con đấy chứ nếu ông ta mà ỷ lớn hiếp nhỏ thì ta sẽ nhờ đạo viện sử vương bảo nhạc nghĩ thế lại nhớ đến giao tình của mình với quân đội thế là lập tức an lòng hẳn đây là bữa tiệc của đám trẻ tuổi các ngươi lão phu sẽ không ở lại lâu các ngươi cứ làm quen tự nhiên hạo nhi con phải tiếp đãi những người bạn này cho tốt đấy lâm hữu không nói nhiều chỉ đi ra lộ mặt một chút sau đó lại dặn dò lâm thiên hạo vài câu là lại rời đi sau khi ông đi khỏi bầu không khí căng thẳng ở nơi này mới biến mất cùng lúc đó lâm thiên hạo thầm thở vào nhẹ nhõm đồng thời cũng có cảm giác tự hào hắn phất tay một cái đã có người hầu lập tức bưng các hộp ngọc lên ngay khi hộp ngọc xuất hiện những người xung quanh đều lộ ra vẻ chờ mong dù sao thì mục đích của họ khi đến đây cũng là vì quả phiêu miễu này thấy vẻ mặt của họ như thế lâm thiên hạo lại cười lớn các vị đạo hữu hôm nay lâm ngỗ xem như tiêu hoang một lần tặng quả phiêu miễu này cho các vị mong rằng có thể giúp các vị tiến thêm một bước trên con đường tu hành của mình tướng mạo của lâm thiên hạo vốn đã bất phàm lại còn biết cách nói chuyện sau cùng còn khách khí ôm quyền cúi đầu hành động của hán lập tức nhận được cảm tình của rất nhiều người ngay cả vương bảo nhạc cũng phải thầm tán thưởng một phen chẳng mấy chốc mà những người hầu kia đã dâng hộp ngọc lên cho mọi người vương bảo nhạc nhận lấy mở ra xem thử nhìn quả trái cây đỏ tươi phát ra hương thơm ngọt ngào nọ hắn cũng thấy thèm thuồng các vị đạo hữu quả phiêu miễu này tối đa chỉ có thể để được ba ngày thôi nên xin các vị hãy dùng sớm một chút lâm thiên hạo mỉm cười cất lời sau khi nhận được vô số lời cảm tạ thì xem như bữa tiệc lần này đã bước vào giai đoạn cao trào tiếng cười nói lại càng rộn ràng hơn âm nhạc ưu nhã cũng đã vang lên vương bảo nhạc cố nén cơn kích động nhét quả phiêu miễu này vào trong túi chữ vật hắn không định ăn quả phiêu miễu này mà muốn để dành cho cha mẹ mình nhưng đã nhận đồ của người ta tu vi và khí thế của lâm hữu khiến cho vương bảo nhạc có cảm giác rất kính nể vậy nên trong lòng đang thầm nghĩ xem có nên hóa giải bớt phần nào ân oán của hắn và lâm thiên hạo hay không bỗng có một giọng nói già nua vang lên sau lưng hắn vương các chủ có thể nói chuyện được không vương bảo nhạc quay lại thì lấy lão giả đi theo lâm hữu khi nãy đang mỉm cười đứng sau mình vương bảo nhạc không dám chậm trễ trước cường giả thế này lập tức cúi chào những người xung quanh thấy lão giả xuất hiện thì biết rõ là ông có chuyện muốn nói riêng với vương bảo nhạc Vậy nên đều tự giác tránh ra. Vương các chủ là thiếu niên tuấn kiệt, thiên tư sao hơn người, sau này nhất định sẽ thăng tiến rất nhanh. Tiếc rằng, lão đây đã già, không biết có cơ hội chờ đến ngày vương các chủ phong vân một gõi hay không. Sao thiên tư, tư chất tốt đẹp trời cho. Lão giả nhìn vương bảo nhạc, ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng, vừa thầm thở dài vừa với tay vào tay áo lấy ra một hộp ngọc màu xanh. Đây là chút lòng của thành chủ đại nhân, vương các chủ à, ân oán xưa kia cứ thả nó trôi theo gió thì hơn lão giả vừa nói vừa đưa hộp ngọc màu xanh nọ cho vương bảo nhạc vương bảo nhạc nheo mắt lại sau khi nhận lấy thì mở ra ngay trước mặt đối phương lão giả thấy vương bảo nhạc như thế thì chỉ mỉm cười chờ câu trả lời của hắn sau khi mở hộp ngọc ra vương bảo nhạc chỉ nhìn thoáng qua thì đã mở to hai mắt bên trong chứa hai quả phiêu miễu to hơn hẳn hương thơm rõ ràng cũng ngào ngạt bội phần nhìn quả phiêu miễu này lại nhớ đến suy nghĩ khi nãy vương bảo nhạc trầm ngâm một lúc rồi nghiêm túc gật đầu hắn biết rõ oan gia nên giải không nên kết nếu như đối phương đã thể hiện thiện ý như thế thì mình cần gì phải giữ dịt lấy không buông làm gì nhưng điều kiện tiên quyết là lâm thiên hạo và gia tộc của hắn sẽ không đến làm phiền mình nữa bằng không với tính cách của vương bảo nhạc dù đã nhận quà thì khi cần thiết vẫn sẽ trở mặt như thường nhận được câu trả lời chắc chắn của vương bảo nhạc lão giả kia mỉm cười quay người đi về nội xá lâm hữu đứng trước cửa sổ nhìn quảng trường đầy người bên ngoài ánh mắt phần lớn là dõi theo con trai của mình nhìn cách ăn nói hành động cử chỉ của hắn trên mặt ông dần xuất hiện vẻ vui mừng đại nhân vương bảo nhạc đã đồng ý làm hòa rồi lão giả đi đến bên cạnh lâm hữu cung kính bẩm báo mong rằng hạo nhi có thể hiểu rõ vì sao ta phải làm vậy lâm hữu nhìn lâm thiên hạo ở giữa đám người cảm thán mà rằng sau khi trải qua bao chuyện thì thiếu gia đã tiến bộ hơn nhiều thực ra còn phải cảm ơn vương bảo nhạc mới đúng lão giả cười nói nghe lão giả nhắc đến vương bảo nhạc lần nữa lâm hữu cũng chuyển mắt nhìn về phía vương bảo nhạc hồi lâu sau mới thản nhiên cười nhẹ vương bảo nhạc này có thể từ một học sinh bình thường leo lên vị trí phó các chủ của pháp binh các trong đạo viện phiêu miễu tiếng tăm lẫy lừng người người đều nghe dành chỉ trong thời gian ngắn ngay cả quân đội cũng đánh giá cao về hắn thậm chí tổng thống liên bang cũng biết tên hắn điều động nội bộ cho hắn trở thành bách tử liên bang ngay cả ta cũng đã nhìn lầm về hắn hạo nhi trêu phải người này đúng là một chuyện may ít nhất khi đó vương bảo nhạc vẫn còn chưa trưởng thành mọi chuyện vẫn còn nằm trong phạm vi mà ta có thể xử lý. Nếu như là từ nay về sau, vượt khỏi phạm vi hóa giải của ta thì chính là kiếp nạn rồi. Nghe Lâm Hữu đánh giá cao như thế, lão giả kia cũng phải cảm thán. Đây là một ngôi sao mới vừa vươn lên, nếu như không có chuyện gì bất chắc, không bỏ mạng quá sớm, cũng chẳng đi sai đường thì tương lai của hắn nhất định sẽ còn sán lạn hơn nữa. Người như thế không phải là chẳng thể động vào nhưng cái giá của nó quá lớn, bốn đạo viện cũng không phải kẻ mù. Cho nên... Đại nhân chọn cách gạt bỏ thân phận, chủ động làm hòa như thế là vô cùng cao minh. Lên càng cao thì lại có càng nhiều thứ e sợ. Bản thân quyền lực lại là một nghệ thuật thỏa hiệp hợp tác với nhau. Huống hồ gì vương bảo nhạc này đã phần nào có đủ tư cách để cho ta chọn cách thỏa hiệp." Lâm Hữu nhẹ giọng nói. Ngay khi Lâm Hữu vừa nói xong thì vẻ mặt chợt biến, ngẩng đầu nhìn thẳng ra đám người bên ngoài. Lão giả đứng bên cạnh cũng phát giác ra được điều gì lập tức nhìn sang. Trên quảng trường vốn dĩ đang náo nhiệt vô cùng nay lại loáng thoáng có tiếng cãi vã vang lên. Tiếng cãi vã kia phát ra từ chỗ của đám người chắc nhất phàm. Không chỉ lâm hữu và lão giả, lúc này có rất nhiều người ở đây đều chú ý tới nơi đó. Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng cũng nhìn qua, cả hai thoạt nhìn như đang cười nói cùng người khác nhưng trong lòng vẫn đề phòng gã hoàng sam của cơ quan các kia. Phát hiện chỗ của chắc nhất phàm xảy ra vấn đề thì hai người đều quay sang nhìn. Lập tức thấy chắc nhất tiên đứng trước mặt chắc nhất phàm giơ tay chỉ thẳng vào mặt của trác nhất phàm vẻ mặt âm lãnh nguyên thuyên gì đó còn trác nhất phàm thì mặt mày liên tục đổi sắc như thể đang ra sức nhẫn nhịn cảnh này ập vào mắt khiến đồng tử của vương bảo nhạc co rụt lại hắn đi thẳng về phía trác nhất phàm không chút do dự triệu nhã mộng cũng không hề do dự cô vốn chẳng có nhiều bạn trong số đó chỉ có vương bảo nhạc và trác nhất phàm là có thể xem như bạn thân thật sự của cô cũng như những gì lúc trước vương bảo nhạc từng nói ba người đã từng vào sống ra chết với nhau Giao tình này khiến cho cô không chút chần chừ, nối gót Vương Bảo Nhạc đi thẳng về phía chắc Nhất Phàm. Sau khi đến gần thì bọn họ lập tức nghe thấy mấy lời nói đầy khiêu khích và âm lãnh của chắc Nhất Tiên. Liên bang cái gì cũng tốt, chẳng qua có một điểm thế này, ấy chính là dù bất kỳ kẻ nào mà mặc bộ y phục này vào đều thành mặt chó hình người cả. Đúng rồi, Nhất Phàm này, lâu lắm rồi ngươi không về nhà, ta quên nói cho ngươi biết. Lúc trước, mộ của mẹ ngươi đã bị một con chó của người hầu bên ta đào lên mất, ngại quá lời này của hắn như một lưỡi dao sắc bén vô hình đâm thẳng vào tim chắc nhất phàm khiến cho mắt chắc nhất phàm trở nên đỏ ngầu miệng gầm lên một tiếng hệt như dã thú vẻ mặt vặn vẹo tái nhợt hắn đã không thể cân nhắc thêm được gì nữa vốn đã cật lực nhẫn nhịn nhưng lúc này tất cả đều như con đề vỡ tan trước cơn lũ dữ hắn siết chặt nắm đấm thậm chí vì quá đỗi tức giận mà toàn thân run rẩy chỉ trực nhào lên hai mắt của chắc nhất tiên lóe lên nhách môi cười lạnh hắn chỉ chờ đứa em này ra tay mà thôi nhưng khi Trác Nhất Tiên mỉm cười, Trác Nhất Phàm tức giận muốn nhào lên thì đột nhiên có một đạo thân ảnh béo núc ních ầm ầm lao tới với tốc độ cực nhanh khiến cho mọi người trên quảng trường cảm thấy trước mắt hoa lên một cái. Khi tất cả rõ ràng thì thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện giữa Trác Nhất Phàm và Trác Nhất Tiên. Hắn vừa đến đã đứng chắn trước mặt Trác Nhất Phàm, ngăn tầm mắt của Trác Nhất Tiên, bóng lưng oai vệ như một ngọn núi sừng sững, một cỗ khí tức khi người bộc phát ra từ trên người hắn khiến bốn phương rung chuyển. Đồng thời, một cỗ hung ác chí ý cũng lóe lên trên mặt của Vương Bảo Nhạc không hề giấu giếm, ngươi cũng kiêu ngạo thật đấy. vương bảo nhạc ngăn chặn chắc nhất phàm, chừng mắt nhìn chắc nhất tiên. nhất phàm là huynh đệ của vương bảo nhạc ta, có chuyện gì thì cứ nhầm vào ta đây này. lần trước ta còn chưa đánh ngươi cho đã tay. vương bảo nhạc hừ lạnh một tiếng, nhìn chắc nhất tiên đang biến sắc với vẻ khinh thường. sắc mặt của chắc nhất tiên đương nhiên là chẳng tốt đẹp đi đằng nào rồi vì vương bảo nhạc ra mặt. sau khi vương bảo nhạc nói xong thì chắc nhất phàm vốn đang xúc động dữ dội sau lưng cũng bình tĩnh lại lửa giận ngập trời cũng được hắn đè xuống. Thậm chí, hắn còn nhận ra, dường như Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện thì hắn đã trở nên tỉnh táo hơn hẳn. Nhất là, khi bóng lưng sừng sững như núi kia ập vào mặt thì chắc nhất phàm không khỏi nhớ đến cảnh tượng tương tự lúc ở trong quê hương Linh Tức và Bồn Địa Coron. Dường như, chỉ cần có Vương Bảo Nhạc ở đây thì tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. Khi Vương Bảo Nhạc và chắc nhất tiên rằng có thì Triệu Nhã Mộng đã bước tới đứng bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Mặc dù cô không hề nói gì nhưng đã chứng tỏ rõ lập trường của mình sự xuất hiện của cô cũng khiến áp lực của Trác Nhất Tiên tăng mạnh. Nơi này có nhiều người không rõ bối cảnh của Triệu Nhã Mộng nhưng hắn đã lén nghe ngóng được chút tin tức nên lúc ở quê hương linh tức hắn mới không dám đi trêu Triệu Nhã Mộng. Thực ra, sở dĩ khi nãy hắn buông lời khiêu khích là muốn khiến Trác Nhất Phàm ra tay đánh mình. Một mặt là vì sự phát triển của Trác Nhất Phàm khiến hắn cảm giác bị uy hiếp và áp lực cực lớn. Hắn biết rõ trong bí pháp của gia tộc từng có ghi chép, nếu như chiến binh mạnh hơn chủ nhân thì sẽ có nguy cơ xuất hiện tình trạng phản phệ. Đây là chuyện hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra nhưng sự phát triển của Trác Nhất Phàm đã vượt xa phạm vi hắn có thể khống chế. Lúc ở quê hương Linh Tức thì hắn đã vạch sẵn kế hoạch, nào ngờ lại bị Vương Bảo Nhạc phá hỏng nên để cho Trác Nhất Phàm trở thành linh căn tám tắc. Ngoài ra, cũng là vì quy tắc bí thuật chiến binh của gia tộc bọn họ. Quy tắc này liên quan đến nhân quả chính và phụ, vô cùng phức tạp. Nói đơn giản chính là lấy thù hận làm hạt giống, xung hợp cả hai lại với nhau. Thù hận của chiến binh càng lớn thì hạt giống sẽ cắm dễ sâu hơn mãi cho đến khi đơm hoa kết quả, đó cũng là lúc chiến binh bị chủ nhân nắm chặt trong tay. Toàn bộ quá trình khá dườm già, vừa phải trôn thù hận xuống, lại phải liên tục khiến đối phương sinh ra suy nghĩ phản kháng. Sau đó lại chấn áp thật mạnh, hệt như lúc thuần dưỡng hung thú vậy, khiến cho tất cả tạo thành nền móng như phản xạ có điều kiện. Cũng chính là không thể dãy ruộng, không thể phản kháng. Cho nên, lần này thấy chắc nhất phàm xong thì hắn lập tức đi khiêu khích và gieo hận ý cho chắc nhất phàm như mọi khi vừa muốn chọc giận chắc nhất phàm rồi lại dùng bí pháp huyết mạch của gia tộc để chấn áp lại khiến quan hệ nhân quả giữa hai người càng chắc chắn hơn nhưng đúng lúc này lại bị vương bảo nhạc ngăn cản nghĩ tới đây sắc mặt chắc nhất tiên lại càng khó coi hơn nhưng hắn ta không thể nào bộc phát được một mình vương bảo nhạc đã khiến hắn thấy kiêng rè rồi càng khỏi phải nói tới triệu nhã mộng những người xung quanh đều im lặng đi việc này không liên quan gì đến họ nhưng có trò vui để xem thì ai nấy đều vô cùng hăng hái ánh mắt liếc về phía đám người vương bảo nhạc im lặng hồi lâu chắc nhất tiên nhìn vương bảo nhạc và triệu nhã mộng một cái rồi mới cười lạnh nếu như hai vị đã ra mặt bảo vệ đứa đệ đệ không nên thân của bọn ta như một bảo mẫu như thế thì chắc mẫu cũng không còn gì để nói nhưng hắn dẫu sao cũng mang họ chắc lần này coi như thôi nhưng lần sau đừng nói ta không cảnh báo cho các người chắc ra bọn ta không thích người ngoài can thiệp vào việc trong gia tộc đâu nói xong thì chắc nhất tiên vẫn tay áo cật đầu chào lâm thiên hạo đứng ở gần đó một cái sau khi cáo từ thì hắn đanh mặt lại xoay người định rời khỏi đây đợt sóng gió này đến đây xem như tạm dừng lâm thiên hạo cũng thầm thở vào nhẹ nhõm nếu như khách khứa mà đánh nhau thì hắn sẽ rất khó xử đều là người do hắn mời đến một bên là ngũ thế thiên tộc có quan hệ với gia tộc mình một bên là đồng môn cùng đạo viện hắn không biết mình nên giúp ai cho phải may mà bây giờ không phải chọn lựa gì vậy nên hắn mình cười định lên tiếng hóa giải không khí căng thẳng xung quanh nhưng đúng lúc này hai mắt của vương bảo nhạc lóe lên chắc nhất tiên khơi mào mọi việc nay muốn đi thì đi vương bảo nhạc sao có thể cho hắn tự tại như thế được vậy nên hắn đột nhiên bước về phía trước tay phải siết chặt thành đấm khí thế bộc phát miệng thì quát to như sấm dậy mắng chửi người ta xong thì muốn chạy à đi cũng được nhưng phải xin lỗi trước đã vương bảo nhạc vừa nói vừa đến gần chắc nhất tiên tay phải giơ lên tạo thành vô số gió lốc ầm ầm nổ mạnh khí thế cực kỳ kinh người đám người đứng xem xung quanh đều lộ ra dị sắc Lý Tú còn giật mình nheo mắt lại. Trong lúc mọi người có mặt ở đây nhìn sang với thần sắc khác nhau, Trác Nhất Tiên đang định rời đi lập tức cảm nhận được khí tức cuồng bạo ở sau lưng. Sắc mặt chợt biến, "Vương Bảo Nhạc, ngươi đừng có quá đáng. Ngươi cho rằng Trác Mỗ sợ ngươi thật ư?" Trác Nhất Tiên xoay người, đôi mắt lóe lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, cách không đầy về phía Vương Bảo Nhạc. Chỉ trong nháy mắt, sau lưng của hắn đã xuất hiện một đạo hư ảnh đây đúng là bí pháp tiền thế chi thân của gia tộc hắn nhưng không phải một mà thậm chí còn xuất hiện cả đạo thứ hai ở chân tức cảnh thì điều này hoàn toàn không bình thường rõ ràng đây chính là tuyệt chiêu của chắc nhất tiên hai đạo tiền kiếp chi thân nhanh chóng dung hợp cùng bản tôn khiến cho khí thế của hắn đột nhiên bộc phát trực tiếp va chạm cùng nắm đấm của vương bảo nhạc vương bảo nhạc nhướng mày chẳng những không hề tránh né mà còn bộc phát hết toàn bộ sức mạnh toàn cơ thể thuận thế thi triển toái tinh bạo tiếng nổ mạnh vang lên chỉ trong nháy mắt trời đất như rung chuyển bốn phương chấn động gió lốc nổi lên liên hồi chắc nhất tiên mở to hai mắt đầy sợ hãi lẫn khó tin toàn thân run lên dữ dội trong mắt chắc nhất tiên dường như toàn bộ quảng trường đều đã biến mất thứ xuất hiện trước mắt hắn chỉ có một lốc xoáy khổng lồ nó như muốn xé rách tất thảy cho dù hắn đã dung hợp được lưỡng thế chi thân có thể miễn cưỡng đánh một trận với trúc cơ nhưng đối mặt với đòn tấn công của vương bảo nhạc hắn lại không thể nào chống đỡ nổi mặt mày tái đi Trác Nhất Tiên cảm thấy đến việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Dốc toàn lực chống cự nhưng theo nắm đấm của Vương Bảo Nhạc đánh tới, lốc xoáy kia cũng ầm ầm lao đến. Gần như chỉ trong nháy mắt đã khiến cho toàn thân Trác Nhất Tiên đau đớn dữ dội như sắp sửa bị xé rách đến nơi. Ngay khi Trác Nhất Tiên run rẩy, không cách nào chống đỡ nổi thì đột nhiên có một nam tử trung niên vọt ra từ sau lưng hắn. Người này thân mặc trường bào, tóc dài tung bay, trên mặt có một số vết nám đen khiến hắn trông có vẻ vô cùng âm trầm. Hắn cất bước đi tới, khí thế trên người cũng đột nhiên bộc phát. Từ một kẻ bình thường không có gì thu hút, nháy mắt khí thế đã kéo lên đến trúc cơ sơ kỳ. Đi thẳng đến bên cạnh chắc nhất tiên kéo hắn ra sau lưng. Tay trái bấm pháp quyết bắn một cái về phía vương bảo nhạc. Cút, nam tử trung niên nọ hừ lạnh một tiếng. Khi hắn giơ tay phải lên thì có một bàn tay khổng lồ bằng khói đen xuất hiện, thay chắc nhất tiên giao thủ với vương bảo nhạc. Từ khi chắc nhất tiên sắp sửa rơi vào tuyệt cảnh đến lúc thân ảnh quỷ dị này xuất hiện triển khai bàn tay bằng khói đen kia đều chỉ diễn ra trong chớp mắt. Ngay khi nam tử trung niên này xuất hiện, tiếng nổ mạnh bỗng trỗi dậy liên hồi, vang khắp bốn phương. Toàn thân Vương Bảo Nhạc run lên, chân liên tục lùi về sau, hô hấp trở nên dồn dập hơn nhưng hắn không hề phun máu hay gì cả. Sau khi được Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm bước lên đỡ lấy thì hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào gã nam tử trung niên nọ. Nam tử trung niên kia thì thoáng nhíu mày, thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng bàn tay phải của hắn đã run nhẹ nhẹ, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng, hắn chính là tu sĩ trúc cơ, Tùy ý ra tay cũng có thể bộc phát sức mạnh mà chân tức khó có thể chống đỡ nổi nếu đổi lại là kẻ khác thì nhất định sẽ bị trọng thương hộp máu khi đối mặt với một đòn vừa rồi của hắn nhưng vương bảo nhạc thì chỉ lùi lại có vài bước mà thôi thậm chí thoạt nhìn có vẻ không hề bị thương gì điều này lập tức khiến cho nam tử trung niên kia lấy làm kinh hãi đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải chân tức mạnh tới cỡ này nhất là sức mạnh của vương bảo nhạc thậm chí còn khiến hắn sinh lòng kiêng kỵ ngay cả trác nhất tiên đứng bên cạnh hắn lúc này cũng tái mặt dù được vị hộ đạo giả này cứu nhưng toái tinh bạo của vương bảo nhạc khi nãy vẫn khiến hắn bị thương miệng dỉ máu tươi ở trước mặt bao nhiêu người trong tình huống có hộ đạo giả cứu giúp mà vẫn bị thương tất cả khiến cho chắc nhất tiên thấy mặt mày nóng gian đôi mắt đỏ ngầu tức giận gầm lên chu cung phụng bắt tên đó lại cho ta đám người xung quanh thấy thế thì lập tức lùi lại trở ra một khoảng trống rộng rãi hơn ngoại trừ đám người bách tử như lý di biết kha khá về thực lực của vương bảo nhạc ra thì những kẻ khác như lý tú lại là lần đầu tiên thấy hắn ra tay trong lòng ai nấy đều dậy sóng có ấn tượng sâu sắc về thân thể khủng bố của vương bảo nhạc cùng lúc đó lâm hữu đứng ở chỗ cao trong nội xá cũng đang quan sát trận chiến này nhưng ánh mắt của ông vẫn nhìn về phía lâm thiên hạo đại nhân có cần ta ra mặt ngăn cản hay không lão giả đứng sau lưng lâm hữu thấp giọng hỏi không cần đâu ta muốn xem hạo nhi sẽ giải quyết chuyện này ra sao Lâm Hữu lắc đầu, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía Lâm Thiên Hạo, thấy vẻ trần trừ như rất đỗi khó xử trên mặt hắn, trong mắt ông dần trở nên thất vọng. Dù nó giúp ai thì ta cũng sẽ ủng hộ, nhưng đây là nhà của nó, nó là chủ nhân mà cứ đứng im ở đó, không hề tỏ rõ lập trường. Thoạt nhìn thì có vẻ đây là lựa chọn chính xác nhưng thực tế lại là sai lầm lớn nhất. Lâm Hữu thở dài, không khỏi so sánh Lâm Thiên Hạo với Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Tiên, trong lòng lại càng thấy thất vọng nhiều hơn. Theo ông thấy, dù không thể cường thế bằng vương bảo nhạc nhưng làm như chắc nhất tiên cũng được trong lúc lâm hữu thở dài thì lâm thiên hạo vẫn còn đang trần trừ lúc chắc nhất tiên mở miệng thì nam tử trung niên bên cạnh hắn ta nhíu mày nhưng không hề trần trừ muốn bước lên chấp hành mệnh lệnh của hắn ta cùng lúc đó chắc nhất phàm và triệu nhã mộng đều đanh mặt lại bước lên kế bên vương bảo nhạc muốn hợp sức với hắn nhưng đúng lúc này vương bảo nhạc lại giơ tay ra ngăn cản chắc nhất phàm và triệu nhã mộng hắn ngẩng đầu lên trong mắt mang theo vẻ kiêu ngạo các ngươi đừng ra tay Hôm nay, Vương Bảo Nhạc ta muốn dựa vào chính bản lĩnh của mình để đấu một trận. Trúc cơ thì đã sao chứ? Trong từ điển của Vương Bảo Nhạc ta không hề có chữ sợ hãi. Tiểu Kim. Vương Bảo Nhạc đột nhiên kêu to. Vượn Kim Cương đang chơi với con rối ở đằng xa nghe thấy tiếng gọi chợt ngẩng phát đầu dậy, ngửa mặt gào lên một tiếng, đứng thẳng người lên dẫm mạnh xuống đất khiến đại địa rung chuyển. Thân hình khổng lồ của nó nhảy vọt lên như một ngọn núi nhỏ, âm một tiếng đã đáp xuống bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Khôi giáp bằng kim loại, bộ lông đen nhánh, Thân thể to lớn cùng với vẻ mặt hung tàn khiến nó vừa xuất hiện đã có khí thế ngập trời. Nó còn siết chặt nắm đấm, nắm tay mang bao tay kim loại đủ khiến kẻ khác nhìn mà khiếp sợ. Lúc này, nó giơ tay lên đấm thùm thụp vào ngực, phát ra tiếng giống đinh tai nhức óc, tức giận nhìn chằm chằm gã nam tử trung niên đang định đi tới nhưng đã khựng bước kia. Nam tử trung niên thấy thế thì tim giật thót, sắc mặt tái đi khiến cho đốm đen trên mặt hắn càng rõ ràng hơn. Sau khi nuốt nước bọt một cái thì hắn nhìn vượn kim cương với vẻ dè chừng, hồi lâu sau cũng không dám nhúc nhích. Rõ ràng, hắn đã cảm nhận được một cỗ nguy cơ dữ dội từ trên người của con vượn kim cương này, nhất là thân hình và bộ khôi giáp trên người nó còn khiến hắn thấy sờn gai óc. Dựa vào bản lĩnh của mình cái quần què, nam tử trung niên thở dồn, trong lòng không khỏi mắng to. Hắn cảm thấy kẻ vô sỉ nhất mà mình từng gặp cũng không bằng một góc của tên Vương Bảo Nhạc này. Đám người xung quanh thấy vậy đều câm nín, nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt lạ lạ. Lý Tu có nần mặt ra, riêng Lâm Thiên Hạo thì chỉ biết cười khổ trác nhất phàm và triệu nhã mộng thì đã quen với cái tật mồm một đường làm một nẻo của vương bảo nhạc rồi thậm chí lúc này họ còn thấy hình như vương bảo nhạc nói không hề sai chút nào tâm tư của mọi người ở đây đều biến đổi liên tục vương bảo nhạc thì nghênh ngang bước tới chỗ trác nhất tiên trác nhất tiên ngươi có xin lỗi hay không vương bảo nhạc giống to tốc độ tăng nhanh trong lúc trác nhất tiên biến sắc thì hắn đã lao đến gần trúc cơ chi lực của thân thể bộc phát tung ra một quyền Trác Nhất Tiên tái mặt muốn né nhưng hắn cản bản không thể tránh được. Chỉ thấy trước mắt hoa lên, đầu óc nổ vang, một cơn đau đớn dữ dội dâng trào. Thân thể bị Vương Bảo Nhạc đánh bay ngược ra sau hơn 10 trượng như một con diều đứt dây. Máu tươi phun trào. Nhưng trận chiến này vẫn chưa kết thúc, Vương Bảo Nhạc lại hư lạnh bước tới. Xin lỗi đi. Vương Bảo Nhạc, ngươi có ngon thì giết ta đi. Muốn chắc nhất tiên ta tin lỗi à? Dù có chết thì ta cũng sẽ không làm chuyện nhục nhã ấy đâu. Trác Nhất Tiên bỏ dậy, quát thẳng vào mặt Vương Bảo Nhạc. Hắn chắc chắn Vương Bảo Nhạc không dám giết mình. Nơi này lại là phủ thành chủ. Lâm Hữu cũng sẽ không thể nào đứng nhìn chuyện đó xảy ra. Cho nên hắn không hề sợ hãi. Định tiếp tục cất lời mỉa mai nhưng Vương Bảo Nhạc đã áp sát. Không hề dùng nắm đấm nữa mà trực tiếp đá một cú về phía hạ bộ của Trác Nhất Tiên. Một cước này khiến Trác Nhất Tiên nhìn mà trợn tròn hai mắt, đầu óc nổ mạnh, cảm thấy toàn thân căng cứng, da dầu, run rẩy cảm giác sợ hãi và hoảng loạn cùng cực dâng trào một cước này của vương bảo nhạc trông có vẻ vô cùng hung ác khí thế kinh người thậm chí còn có tiếng xe gió vù vù vang lên một khi bị đá trúng thì nhất định là chim bay trứng vỡ lâm hữu vẫn luôn quan sát trận đấu này cũng phải hít sâu một hơi cười khổ ra lệnh cho thủ hạ ra ngăn cản nhưng ông còn chưa mở miệng thì chắc nhất tiên mặt mày xanh lét vừa tránh vừa la to ta sai rồi nhất phàm xin lỗi ta sai rồi vương bảo nhạc ngươi đừng có đá đừng có đá mà. Hắn nhận sai quá đột ngột nên chính Vương Bảo Nhạc cũng phải ngu người, lập tức cảm thấy tên chắc nhất tiên này hèn quá. Đám người xung quanh cũng đưa mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn họ hiểu rằng hậu quả chim bay trứng vỡ rất đáng sợ nhưng mới một giây trước tên chắc nhất tiên này còn kiêu ngạo không sờn, một giây sau đã là oai oái nhận sai thế này thật khiến người ta không đỡ nổi. Gần như ngay khi chắc nhất tiên vừa lên tiếng thì thanh âm mang theo uy áp kinh người của Lâm Hữu đã ập xuống. Đủ rồi, hai người các ngươi coi lâm phủ của ta là nơi nào hả? thanh âm của lâm hữu như ẩn chứa một loại lực lượng nào đó ngay khi vừa vang lên đã khiến cho khí tức xung quanh bị đè nén trên bầu trời như có thêm một cỗ sức mạnh kinh người khiến cho phủ thành chủ này như chìm sâu vào đáy biển tất cả như bị nó ảnh hưởng trở nên chậm chạp hơn cũng khiến cho trong lòng của đám người ở nơi này thầm kêu bàn chân đá lên của vương bảo nhạc khựng lại một chút sau đó dần buông xuống ngay cả vượn kim cương đang nổi điên cũng phải run nhẹ lên khẽ rụt cổ lại mắt thấy cục diện đã bị được một câu của cha mình áp chế trong lòng lâm thiên hạo thầm thở vào nhẹ nhõm vội bước lên hòa giải không thể không nói dù hôm nay lâm thiên hạo có thiếu quyết đoán và bản lĩnh nhưng hắn vẫn có chút khả năng ở việc tiếp đón khách khứa và làm dịu không khí sau khi hắn ra mặt thì nhanh chóng tách vương bảo nhạc và trác nhất tiên ra khi gã nam tử trung niên kia lùi lại thì vượng kim cương lại nháy mắt với vương bảo nhạc vài cái sau đó cũng quay về chỗ đỗ khí cầu tiếp tục chơi với con rối của nó trận chiến này chấm dứt trác nhất tiên cũng không còn mặt mũi nào ở lại mặt mày xa sầm Lặng lẽ rời khỏi đây cùng vị cung phụng mà gia tộc đã an bài đi theo. Thấy chắc nhất tiên rời đi, trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm hư một tiếng, lại nói vài câu với mọi người rồi rời đi. Khi ba người leo lên lưng vượn kim cương bay đi thì ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía họ. Mặc dù Vương Bảo Nhạc này khá nóng tính nhưng cũng không đến nỗi nào, có thể kết giao. Nhưng nếu như hắn cũng tham gia bí cảnh mặt trăng lần này thì xem như đối thủ rồi. Trong lòng Lý Tú thầm nghĩ, nhìn quanh thì thấy cũng có không ít người nghĩ như hắn dù không phải toàn bộ nhưng cũng có một phần đã đến chân tức đại viên mãn sắp sửa tham gia bí cảnh mặt trăng lần này tranh giành cơ duyên trúc cơ ở đó sự cường hãn của vương bảo nhạc lập tức khiến họ cảnh giác đồng thời cũng cân nhắc nếu như gặp phải trên mặt trăng thì nên làm thế nào cho phải mang theo suy nghĩ như thế bọn họ tham gia bữa tiệc này đến tận khuya mới lũ lượt giải tán sau khi người cuối cùng rời đi thì tiệc quả phiêu miễu cũng kết thúc ngày hôm sau lâm thiên hạo đã quay về đạo viện phiêu miễu học sinh trong đạo viện cũng bắt đầu sinh hoạt học hành và tu luyện như thường. Ba người Vương Bảo Nhạc, Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng cũng thế, có điều, cả ba vẫn cảnh giác tên Hoàng Sam nọ. Mãi cho đến nửa tháng sau, khi tin tức bí cảnh mặt trăng sắp sửa mở ra được truyền khắp đạo viện khiến cho vô số học sinh có thực lực đến chân tức đại viên mãn đều bàn tán sôi nổi thì Vương Bảo Nhạc cũng chính thức được chấp nhận sẽ được lên khí. Cầu của đạo viện phiêu miễu đến mặt trăng cùng với những học sinh khác của đạo viện. Cũng đúng lúc này, đủ loại tài liệu về bí cảnh mặt trăng đã được đạo viện gửi cho các học sinh với yêu cầu phải giữ bí mật, khiến họ biết được sớm mà chuẩn bị cho chu đáo. Những tài liệu kia có cái trùng với tư liệu mà Trần Vũ Đồng đã đưa, ví như miêu tả về mảnh vỡ cần có để trúc cơ và những vật phẩm hoàn chỉnh khác. Nhưng có những điều mà Trần Vũ Đồng cũng không biết nhưng trong phần tư liệu mà đạo viện đưa lại có số liệu khá chi tiết, ví như số lượng cần thiết để trúc cơ. Tu sĩ bình thường không thể lấy được cơ duyên giành được những thứ hoàn chỉnh thì chỉ có thể tìm mảnh vỡ trúc cơ. Nhưng căn cứ vào kết quả trúc cơ thành công của liên bang thì bình thường cần tới 20 mảnh mới đủ cho một người trúc cơ. Điều này khiến cho độ khó tăng cao hơn hẳn. Tìm được mảnh vỡ trên bí cảnh mặt trăng vốn đã khó rồi. Hơn nữa không phải mảnh vỡ nào cũng có thể dùng để trúc cơ. Cho dù tìm được thì cũng cần có hơn 20 mảnh mới chắc ăn. Nếu như không đủ, một khi trúc cơ thì tỷ lệ thất bại sẽ rất cao. Cho nên nếu không phải hết cách thì không ai mạo hiểm trúc cơ khi chưa đủ 20 mảnh cả. Trong tư liệu kia cũng nói rõ cho tất cả những người tham gia biết, việc khai phá bí cảnh mặt trăng rất khó cho nên tất cả thế lực trong liên bang đã thương thảo và có chung nhận thức. Liệt nó vào hàng bí cảnh dành cho tu sĩ chân tức đại viên mãn tìm kiếm cơ hội trúc cơ, đồng thời có điều lệ cách ly nơi đó một tháng. Chính phủ liên bang, 17 nghị viên, 4 đạo viện, lưỡng đại tông môn, ngũ thế thiên tộc và tập đoàn Tam Nguyệt đã cùng ký tên chấp hành điều lệ này. Bọn họ còn áp chế và trói buộc lẫn nhau mỗi lần bí cảnh mở ra thì bất kỳ thế lực nào cũng không được can thiệp vào việc tu sĩ chân tức tranh giành tạo hóa thậm chí vì đề phòng bất chắc xảy ra mỗi lần bí cảnh mở ra đều sẽ phong tỏa bố trí trận pháp ngăn không cho những người có thực lực cao hơn chân tức vào trong một khi có kẻ vi phạm thì sẽ trở thành công địch bị tất cả mọi người trừng phạt dùng cách này thì có thể giữ được sự công bằng của bí cảnh mặt trăng ở mức độ cao nhất khiến cho tu sĩ tinh anh của các thế lực không bị cố ý giết hại nhưng vì bản thân bí cảnh mặt trăng đã tồn tại nguy hiểm cực lớn Ngoại trừ một số hung thú kỳ dị ra thì còn có cả khí hậu biến đổi vô cùng kỳ dị, đủ để khiến cho kẻ khác thần hình câu diệt. Cho nên mỗi người vào đó đều được thế lực của mình cho mượn một lệnh bài, nó liên quan đến an toàn sinh mệnh của họ, một khi bóp vỡ thì sẽ mượn sức trận pháp tạo thành một vòng phòng hộ. Đồng thời thân thể cũng sẽ được sức mạnh của trận pháp lôi ra khỏi bí cảnh, xuất hiện ở bên ngoài trận pháp phong ấn đồng thời để đề phòng có người nhờ lệnh bài tìm được chỗ sơ hở nên phàm là những ai bóp nát lệnh bài đều sẽ mất tư cách vào lại bí cảnh mặt trăng ở đợt này dù cho hắn đã trúc cơ thành công hay chưa trước khi họ bóp nát lệnh bài trừ khi là đã trúc cơ thành công bằng không tất cả mảnh vỡ trúc cơ mà họ tìm được đều sẽ thuộc về liên bang chứ không còn là của cá nhân họ nữa điều này chẳng khác gì mất hết tất cả cho nên trừ khi là rơi vào đường cùng lại là nguy cơ sống chết không thể nào hóa giải được bằng không thì chẳng ai muốn bóp nát lệnh bài làm gì điều này chẳng khác từ bỏ cơ duyên lần này. Những thứ này chỉ là phần giới thiệu về quy tắc và ước định của các bên trong bí cảnh mặt trăng. Sau khi Vương Bảo Nhạc đọc kỹ lại thì hắn còn thấy phần giới thiệu về bí cảnh mặt trăng. Toàn bộ bí cảnh mặt trăng ước chừng chiếm 7 phần diện tích ở trên mặt trăng, bên trong có 5 phần là mặt chính của nó, hai phần còn lại thì là ở mép và sau lưng của mặt trăng. Tuy rằng phạm vi chính diện của nó khá lớn nhưng một số khu vực dễ tìm thấy mảnh vỡ gần như đã trống không. Ngay cả một số hung thú kỳ dị cũng không nhiều lắm chỉ cần tránh được một vài khí hậu khắc nghiệt thì coi như khá an toàn nhưng cần cơ duyên cao hơn nữa mới có thể tìm được thu hoạch khu vực sau lưng mặt trăng có nhiều mảnh vỡ hơn nhưng nguy hiểm trùng trùng sát cơ tràn ngập vô cùng hung hiểm cho nên học sinh chân tức cũng cần tự mình cân nhắc đồng thời trong tư liệu cũng nhấn mạnh nhiều lần khiến tất cả những học sinh tiến vào bí cảnh mặt trăng tối đa chỉ có thể đi thêm chừng hai phần ở khu vực phía sau của mặt trăng không được đi tiếp nữa bởi vì đó là nơi trận pháp của liên bang không thể bao phủ tới một khi có nguy cơ tín hiệu lại không truyền ra được thì chẳng có ai đến cứu viện. Tư liệu cũng có nói rõ với mọi người rằng, sâu bên trong phía sau của mặt trăng có một cái xác cổ khổng lồ. Xác cổ này đến từ chính thanh cổ kiếm đồng xanh. 40 năm trước, khi thanh kiếm kia vỡ nát, trong đó có một người vô cùng khổng lồ rơi xuống phần tối sau lưng mặt trăng. Mặc dù người đó đã chết nhưng vẫn có thần trí như một thi linh sao. Bình thường, đa phần chỉ nằm im ở đó nhưng một khi thức tỉnh thì sẽ vô cùng kinh thiên động địa dù là tu sĩ kết đan đứng trước mặt nó thì vẫn có thể bị nó đập chết ngay lập tức. Sao thi linh, thi thể linh thiêng. Cũng may là trong 40 năm này cái xác cổ đó chỉ thức tỉnh có một lần, cho nên, trong tư liệu mới cảnh báo mọi người đừng có đi sâu vào phần sau của mặt trăng. Chỉ cần không trêu chọc và kích thích xác cổ thì nó sẽ không tỉnh lại. Sau khi xem xong thật kỹ thì trong lòng Vương Bảo Nhạc chợt run lên, nghĩ đến cái xác cổ kia thì hắn đã thấy không thể tin nổi, đồng thời cũng nhớ đến chị đẹp trong mặt nạ. Vương Bảo Nhạc im lặng hồi lâu mới thôi nghĩ tiếp, hắn biết rõ thời gian chẳng còn bao nhiêu nữa vậy nên cũng tranh thủ bế quan vừa khiến bản thân giữ trạng thái tốt nhất vừa chuẩn bị kỹ càng trước khi tiến hành trúc cơ thực tế không riêng gì vương bảo nhạc mà tất cả những tu sĩ đủ tư cách trong đạo viện phiêu miễu thậm chí là toàn bộ bốn đạo viện và những thế lực trong liên bang lúc này đều đang chuẩn bị thật kỹ đợi bí cảnh mặt trăng mở ra thời gian cứ thế trôi qua mãi cho đến nửa tháng sau bí cảnh mặt trăng chính thức mở ra toàn bộ thế lực trong liên bang đều lập tức nhận được tin rồi báo xuống dưới những chiếc phi thuyền du hành của các thế lực đã bắt đầu khởi động nhắm thẳng đến mục tiêu bí cảnh mặt trăng phi thuyền vũ trụ khác với loại khí cầu dùng để di chuyển trong tầng khí quyển của trái đất nó giống với chiến hạm hơn dài chừng cả vạn trượng lúc này đang đậu trong một phi trường riêng của nó nhìn từ xa nó như một thanh kiếm khổng lồ với khí thế ngập trời đồng thời lại có tiếng ầm ầm nổ mạnh như sấm rền liên tục truyền ra từ bên trong những học sinh không được tham gia bí cảnh lần này nghe thấy tiếng động đều tò mò bước ra nhìn sau khi thấy chiến hạm đậu ở phía xa thì vô cùng giật mình. Tiếng nổ này đến từ máy móc của nó, ầm ầm như hung thú gầm lớn khiến cho những người vừa chạy đến vì nhận được thông báo đều giật mình không thôi. Mãi cho đến khi leo lên chiếc chiến hạm này xong thì mọi người mới bình tĩnh lại phần nào. Số lượng người tham gia bí cảnh lần này của đạo viện phiêu miễu có chừng trăm người, trong đó phần lớn đều là học sinh cũ của đảo thượng viện. Bọn họ ngày thường hoặc là ra ngoài lịch luyện, hoặc là bế quan tu hành, tuy vẫn biết tin tức ở bên ngoài nhưng cũng không nhiều lắm. Trong đó có một số người vì thân mang chức vị quan trọng nên khá quen thuộc với thân phận và địa vị của vương bảo nhạc lúc này khi gặp lại trên chiến hạng thì ai nấy đều mang theo thiện ý trao đổi với nhau vị hoàng sam của cơ quan các kia là người đầu tiên khi vương bảo nhạc lên phi thuyền trao hỏi mọi người xong thì để ý thấy gã hoàng sam kia đã chú ý tới mình vương bảo nhạc ra chiều bình thường nhưng trong lòng lại cảnh giác hơn hẳn ngoại trừ những học sinh cũ như hoàng sam và trần vũ đồng ra thì số lượng người mới không nhiều lắm trong đó có chắc nhất phàm Triệu Nhã Mộng và Lâm Thiên Hạo. Đỗ Mẫn và Trần Tử Hằng thì chưa tới chân tức tầng 5 nên không thể tham gia. Em bánh bao thì từng nói với Vương Bảo Nhạc rằng cô ấy cần phải bế quan một thời gian. Sư tôn của cô ấy lại nghiêm khắc, yêu cầu rất cao với cô cho nên kỳ bế quan đó còn chưa kết thúc nữa. Trong số những người mới thì lại có một người là người quen của Vương Bảo Nhạc, nhưng khi nhìn thấy người này thì Vương Bảo Nhạc cũng phải kinh ngạc. Con trai đấy à? Người tu luyện nhanh thật đấy. Mới đây mà đã chân tức tầng 5 rồi ư? Ngươi ăn hỏa tiễn đấy hả? Vương Bảo Nhạc vô cùng giật mình, người quen này đúng là Lục Tử Hạo. Hắn là học sinh của Chiến Võ Các. Sau khi hợp tác với Vương Bảo Nhạc trong trận so tài của Chiến Võ Các thì Lục Tử Hạo này lại có được kỳ ngộ. Sau đó đuổi kịp và vượt qua đám người Trần Tử Hằng với Đỗ Mẫn, khiến tu vi đột phá đến chân tức tầng năm ngay trước lúc bí cảnh mở ra. Tuy rằng lấy làm kinh ngạc nhưng việc này cũng không có gì khó hiểu. Dù sao thì hiện tại kỳ linh nguyên chỉ mới bắt đầu có 40 năm. Việc sưu tầm mảnh vỡ có rầm rộ đến đâu đi nữa thì vẫn còn sót nhiều vậy nên mới tọa thành việc mấy người như lục tử hạo giành được cơ duyên trong lúc tu hành tuy rằng tình huống như hắn rất hiếm thấy nhưng cũng không phải là không có thực ra liên bang ngày nay có rất nhiều người giành được cơ duyên như lục tử hạo loại tu vi bộc phát thế này bình thường đều là ở cảnh giới chân tức một khi đến trúc cơ thì khó mà làm được như thế sau khi nghe thấy tiếng gọi và vẻ giật mình của vương bảo nhạc trong lòng lục tử hạo thầm lấy làm đắc ý thực ra hắn đã thấy vương bảo nhạc từ lâu rồi dù sao thì bộ dạng của vương bảo nhạc vẫn khá bắt mắt nếu đổi lại là lúc trước thì hắn đã chuồn từ lâu không muốn đụng mặt vương bảo nhạc làm gì nhưng hôm nay hắn cảm thấy mình đã khác xưa vậy nên giữ vững nguyên tắc của chính bản thân mình cố ý xuất hiện ở trước mặt vương bảo nhạc với mục đích nhìn thấy vẻ giật mình của hắn ngươi ăn nói cho cẩn thận vào tuy rằng ngươi là phó các chủ nhưng lục tử hạo ta là người của chiến võ các không phải pháp binh các của các ngươi ngươi đừng có mà làm nhục ta nghe thấy vương bảo nhạc gọi mình như thế lục tử hạo hư lệnh một tiếng dám nói chuyện với ba ba như thế à? Hạo Nhi, ngươi ngon lắm. Vương Bảo Nhạc nhìn Lục Tử Hạo với vẻ kinh ngạc, quay đầu lại nhìn chắc Nhất Phàm đang đứng nói chuyện với người khác ở gần đó. Nhất Phàm, qua đây chút nào. Chắc Nhất Phàm đang nói chuyện với người khác, nghe Vương Bảo Nhạc gọi thế thì quay đầu lại nhìn qua, sau khi chào tạm biệt người kia thì đi về phía Vương Bảo Nhạc. Hắn thân là phó các chủ của chiến võ các lại là bách tử liên bang. Dù là chiến lực, danh vọng hay tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của hắn vẫn cực kỳ chói mắt. Cho nên thấy hắn đi tới, dù trong lòng lục tử hạo không phục nhưng vẫn cảm thấy áp lực cực lớn. Dù sao thì hắn chỉ là chiến tử, còn người ta đã là phó các chủ rồi. Hắn cảm thấy dù mình có cúi đầu trước mặt hai phó các chủ thì cũng chẳng có gì mà xấu hổ. Nghĩ thế, lục tử hạo lập tức cảm thấy mình không hề làm trái với quy tắc của bản thân. Vậy nên hắn hừ một tiếng, không đợi chắc nhất phàm đi đến thì đã ngẩng đầu bỏ đi thấy lục tử hạo cao ngạo như thế vương bảo nhạc cũng cảm khái con cái lớn rồi hắn vừa cảm khái vừa nghĩ thầm phải tìm cơ hội cho tên nhóc kia biết rõ tầm quan trọng của việc tôn trọng trường bối mới được đang nghĩ xem phải làm gì thì đã có bảy tám bóng người bay ra từ đảo thiên hành hóa thành cầu vồng bay thẳng đến chỗ phi thuyền vũ trụ khiến nơi này nhanh chóng an tĩnh trở lại vương bảo nhạc cũng vội ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy bảy tám đạo cầu vồng kia bay tới với khí thế kinh người dung chuyển trời xanh, chỉ trong nháy mắt đã đến chỗ phi thuyền. Bọn họ vừa xuất hiện thì đã lộ rõ khí thế không tầm thường, một cỗ khí tức vượt xa trúc cơ khiến xung quanh dung chuyển. Chỉ nhìn lướt qua thôi thì Vương Bảo Nhạc đã giật mình đoán được bọn họ đều là kết đan. Vị phó tông chủ khóa thích Vương Bảo Nhạc cũng ở trong số đó, còn có một vị lão giả trông có vẻ vô cùng nghiêm nghị nhưng ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng thì lại có phần hiền lành vương bảo nhạc chưa từng gặp lão giả này nhưng thông qua bộ dạng kích động của trần vũ đồng lúc này thì hắn lập tức đoán được chắc hẳn lão giả này chính là sư tổ của trần vũ đồng người đứng giữa những vị cường giả kết đa này là một nam tử trung niên có mặc trường bào màu trắng trông như thư sinh hắn có gương mặt hiền lành đôi mắt sáng rực như sao trời sau khi bước lên phi thuyền thì ánh mắt lập tức đảo quanh mọi người ở đây lộ ra vẻ thưởng thức bái kiến tông chủ bái kiến chư vị phó tông đại trưởng lão gần như ngay khi hắn xuất hiện thì những học sinh cũ kia đều kích động ra mặt đồng loạt bái kiến tông chủ ư hai mắt của vương bảo nhạc sáng rực lên đây là lần đầu tiên hắn gặp được người đứng đầu của đạo viện phiêu miễu hắn biết rõ thái thượng trưởng lão coi như lực lượng ẩn giấu sẽ không xen vào việc của đạo viện cho nên người nắm giữ quyền lực cao nhất của đạo viện phiêu miễu chỉ có một mình tông chủ mà thôi lần bí cảnh mở ra này có liên quan đến sức mạnh chính của đạo viện phiêu miễu ta trong tương lai cho nên bản tông sẽ tự mình hộ tống đảm bảo các ngươi đi đường thuận lợi và an toàn tông chủ của đạo viện phiêu miễu mỉm cười mở lời. Sau khi hắn nói xong thì lập tức vất tay phải lên không hề nhiều lời. Xuất phát, theo hiệu lệnh của hắn vang lên, chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ này chợt lắc mạnh một cái. Sau đó chậm rãi bay lên không, tiếp theo nháy mắt đã tăng tốc đột phá vách ngăn, lao thẳng lên trời xanh trong một tiếng nổ mạnh vang trời. Tốc độ cực nhanh, khí thế siêu mạnh khiến cho đám người đứng nhìn xung quanh đều giật mình kinh hãi. Mấy người liễu đạo bân và trần tử hằng kích động nhìn nó biến mất trên trời cao bọn họ không thấy rõ bóng dáng của phi thuyền chỉ có thể nhìn thấy một vệt khói mù do phi thuyền tạo ra liên tục lan ra trên không bên trong đan đạo các em bánh bao đang bế quan không biết gì về chuyện xảy ra ở bên ngoài nhưng dường như trong lòng cảm ứng được gì đó nên lông mi run nhẹ như muốn mở mắt ra còn có đỗ mẫn và những người quen biết với vương bảo nhạc và các thành viên tham gia đợt bí cảnh lần này đều ngẩng mặt nhìn lên mong ngóng ngày họ quay về ở tít trên trời cao nơi mà tầm mắt của họ không thể nhìn thấy được phi thuyền vũ trụ như một mũi tên xé rách trời xanh lao đi với tốc độ vô cùng kinh người. Mặc dù tốc độ đáng sợ khó mà hình dung nổi nhưng những người có mặt trên phi thuyền đều không hề cảm giác được gì nhiều. Chẳng qua chỉ là trong lòng sinh ra cảm giác lạ lạ khó nói nên lời vì sắp sửa rời khỏi trái đất vì phần lớn bọn họ đều là lần đầu tiên rời khỏi trái đất này. Vương Bảo Nhạc cũng thế, lúc này tim hắn đập rộn lên, ánh mắt sáng rực nhìn xuống bên dưới, mặt đất vốn bằng phẳng dần trở nên cong cong, bầu trời trên đầu vốn xanh biếc dần biến thành tối đen. Tất cả mọi thứ khiến cho Vương Bảo Nhạc phải nín thở ngưng thần quên cả thời gian. Không biết bao lâu sau, khi mặt đất trước mắt hắn đã hoàn toàn biến thành một quả cầu màu xanh biếc lấp lánh thì thân thể của hắn mới run nhẹ một cái. Không phải chỉ riêng Vương Bảo Nhạc mà còn rất nhiều người có mặt trên phi thuyền này đều kích động như thế. Lúc còn ở trái đất thì coi bầu trời như nguồn sáng soi khắp thế gian, nay ra ngoài vũ trụ thì mọi việc lại thay đổi. Nguồn sáng từ trên trời chiếu xuống lại trở thành từ dưới dội lên, xung quanh tối đen như mực, duy chỉ có trái đất là phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ khiến cho bọn họ thấy không quen. Hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc mới quay đầu lại nhìn ra vũ trụ, hắn nhìn mặt trăng với bề mặt cổ ghề, ảm đảm tối hu, lại nhỏ hơn trái đất rất nhiều. Có rất nhiều truyền thuyết về mặt trăng, trong lúc mọi người đều rung động thì thanh âm của tông chủ lại ung dung vang vọng khắp phi thuyền.